Ngày 10 tháng 5, hãng tin quân sự Đài Loan MNA hay còn gọi quân văn xã đưa tin lực lượng không quân của vùng lãnh thổ này đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó có sử dụng tiêm kích, tên lửa và bom dẫn đường bằng laser, đồng thời công bố đoạn video về cuộc tập trận này. MNA thông tin lực lượng không quân Đài Loan đã huấn luyện thường kỳ cho các phi công để nâng cao khả năng tấn công chính xác trong tác chiến trên không, nhưng không nêu cụ thể thời gian diễn ra các tiêm kích đã được trang bị tên lửa maverick do mỹ sản xuất và bom dẫn đường bằng laser để tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền ở phạm vi trạng sang hô ngoài khơi gần bành hồ quần đảo nằm tại eo biển đài loan ở phía tây đảo đài loan đoạn video do hãng tin này công bố cho thấy phi công đài loan đang lái tiêm kích có trang bị tên lửa tên lửa đã được phóng từ tiêm kích sau đó là một vụ nổ ở vùng biển xung quanh bành hồ Thông tin đáng chú ý nói trên được công bố chỉ 10 ngày trước lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 tới của lãnh đạo đắc cử Đài Loan lại thành Đức.